anh ơi, bây giờ con bạn thân rủ đi soạc, trong khi em có người yêu rồi thì phải xử lý sao cho ngầu hả anh Sa Béo? Đầu tiên, bạn hẹn cả cái cô gái mà rủ bạn đi soạc ấy, bạn hẹn cô gái đi, anh cũng rất là thích em, anh muốn có em hôm nay anh muốn có em, địa chỉ, thời gian, phải là một cái nhà nghỉ nhá. Sau đó thì sẽ thấy bạn đang quan hệ tình dục với một người đàn ông khác, trông mày béo vào, thề không phải, trông mày kinh tởm nhất có thể ấy. Vừa mở cửa ra là thấy cả hai đang ngồi sóc lọng chéo cánh cho nhau này. Ui, vào thấy thì bạn phải đút đít nhau các thứ, ui, có lúc đấy chắc phải nôn con mẹ phải luôn mất, điếu để nào mà tưởng tượng được ra ấy. Vãi đái thật. Không điêu. Không hiểu sao. Vãi đái thật. Không điêu. Không hiểu sao. Tôi nhìn thấy có một bạn nữ trời đụ xinh vãi lồn. Xinh này. Cái thứ hai là gì nhỉ? Vú to. Ui, thịt mẹ mày đã xinh. Xong lại còn vú to. Làm thế nào để mình có thể làm quen với cả một bạn vừa xinh lại còn vừa vú to như thế này? Thế lúc ấy tôi nghĩ ở trong đầu là: em ơi, em vú to quá, cho anh làm quen với. Thế đéo được, bịt mặt thế vô quá. Thế lúc ấy các bạn phải nghĩ ra những cái ngôn từ gì mà nó đẹp đẽ, mà nó tinh tế hơn một chút, mà nó sẽ làm chiều lòng các chị em. Chào em, anh đứng ở đây từ chiều, nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy ai có bộ ngực đẹp thế này cả. Các bạn nghĩ là các bạn nói trong câu đấy là các bạn có bị ăn tát không? Không. Này, bịt mẹ nhất, bố mày khen ngực mày đẹp, chứ không phải là bố mày khen vú mày to đâu. Bố mày dùng cái từ đây là ngực mà. Tôi cam đoan với các bạn luôn, khi các bạn nói như tôi, nó lại là một cái câu chuyện khác con mẹ mày hẳn luôn. Không thì các bạn thử đi, các bạn vào khen bà già y như tôi lên: ôi, hôm nay ngực mẹ đẹp thế, cho con 5 lít đi. Điều gì cũng được cho luôn, các bạn là không tin lên thử luôn. Phụ nữ yêu bằng tai mà các bạn. Vãi đái thật. Không điêu. Không hiểu sao. 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 Em ơi, em vú to quá,